Tiểu sử MC Tuyết Ngân, MC mới toanh của chung kết đường lên đỉnh Olympia. MC Tuyết Ngân, sinh năm 1996, tên đầy đủ là Nguyễn Tuyết Ngân, là một nữ MC trẻ của đài truyền hình Việt Nam. Cơ từng giành giải nữ MC xuất sắc nhất và MC có tác phong chuyên nghiệp nhất của MC ở World 2018. Năm 2020, câu là một trong bốn thí sinh xuất sắc đi đến vòng cuối của cuộc thi Đường tới cầu vòng. Đây cũng chính là cuộc thi có quy mô lớn toàn quốc đầu tiên mà cô từng tham gia. Nữ MC sinh năm 1996 cho biết, Việc vào top 3 nằm ngoài sự kỳ vọng ban đầu khi tham gia cuộc thi và vị trí Á quân cũng là điều cô chưa từng nghĩ tới. Tuyết Ngân cho biết mình không thua quán quân thành phong bởi mỗi người đều có điểm sáng riêng về phong cách và đều được các anh chị trong nghề công nhận năng lực. Nữ MC 9X tâm sự Tôi không quan trọng vị trí quán quân hay á quân mà thành công lớn nhất có được là bản thân nhận ra những điểm mạnh cần phát huy. Nếu như Thành Phong có sự chuyên nghiệp thì tôi tự thấy mình có sự chân thành, nhiệt huyết và cảm xúc đối với con đường theo đuổi. Nhiều anh chị gọi tôi là kỳ tích của năm nay bởi mình xuất phát điểm khác các bạn, tôi học chuyên môn sư phạm cũng chưa từng làm truyền hình, bước vào nghề với kinh nghiệm ít ỏi và chủ yếu là các sân khấu sự kiện. Có thể nói, tôi chắc không phải là một học sinh được luyện tập bài bản để giỏi, mà là một học sinh rất hiếu học và có khả năng tiếp thu nhanh trên hành trình ấy. Sau cuộc thi, tuyết ngân tâm sự, đam mê cầm mic của cô nàng ngày càng lớn hơn và có thêm nhiều mục tiêu để phát triển trong nghề. Sắp tới, cô sẽ đầu tư nghiêm túc hơn về hình ảnh, thể hiện sự chỉn chu trên sân khấu và làm giàu vốn sống, để mỗi lần xuất hiện sẽ gây được ấn tượng tôi bắt đầu yêu công việc truyền hình từ lúc đứng trên sân khấu. Cuộc thi trải qua thử thách từ các giám khảo, thời gian tới tôi sẽ đầu tư nghiêm túc cho lĩnh vực này, song song với việc dẫn sát sự kiện vốn là thế mạnh trước giờ. Sân khấu sự kiện cho tôi sự rực cháy, còn lĩnh vực truyền hình nuôi tôi trưởng thành. Tôi nghĩ mình còn trẻ để hoàn thành những phiên bản tốt nhất ở mỗi lĩnh vực. Tôi nghĩ năm 2021 sẽ là thời điểm những kế hoạch và mục tiêu lớn mà mình đề ra sẽ phải đạt được. Loạt ảnh mới của Tuyết Ngân cũng phần nào chứng minh được điều đó. Với thành công bước đầu từ cuộc thi, nữ MC cho biết đã nhận được nhiều lời mời cát tinh từ phía sản xuất các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Cô chia sẻ, với một người trẻ đam mê công việc dẫn chương trình thì cơ hội được làm việc ở đơn vị lớn hơn. Các đài truyền hình là điều mơ ước và là mục tiêu của tôi. Tôi là cô gái thích nhiều thử thách nên cả khó khăn tôi càng muốn chinh phục ước mơ này. Tôi nghĩ vị trí Á quân đường đến cầu vòng 2020 càng làm cho mình quyết tâm để đạt được điều đó trong tương lai. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, dù bất kỳ vị trí hay bất kỳ vai trò nào, MC Tuyết Ngân đều cho khán giả thấy được sự trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, chân thành và nhiều cảm xúc của mình khi đến với khán giả. Tuyết Ngân, nữ MC đại diện miền Nam duy nhất lọt top 4 đường tới cầu vòng 2020. Cuộc thi đường tới cầu vòng năm 2020 là một chương trình tìm kiếm MC của đài truyền hình Việt Nam từng nổi tiếng từ nhiều năm trước với cái tên gọi là Cầu Vồng. Sau 5 năm mất hút, sau truyền hình này xuất hiện trở lại với phiên bản mới và đang dần tiến đến đêm chung kết để tìm ra ngôi vị quán quân. Hiện tại, bốn vị trí dẫn đầu của mùa giải năm nay đã được xác định là Thiên Phúc, Thanh Bồng, Song Ca và Hải Sơn. Đây là bốn gương mặt trẻ có kinh nghiệm trong nghề dẫn chương trình, xuất sắc nhất từ các cuộc thi do nhà báo Đặng Diễm Kình, biên tập viên Thu Hiền, MC Nguyễn Cang lựa chọn. Trong số đó, Tuyết Ngân có lẽ là một gương mặt đáng được chú ý và là ứng cử viên cho ngôi vị quán quân năm nay. Trước khi bước vào cuộc thi Hoa hậu, Tuyết Ngân đã giành được cú đúc giải thưởng, MC ứng xử chuyên nghiệp nhất và nữ MC xuất sắc tại MC Award 2018 xuất hiện trong top 4 cô gái sinh năm 1996, được xem là làn gió tươi mát đường tới cầu vòng 2020. Đó là cuộc thi cấp quốc gia đầu tiên của anh ấy lần đầu tiên chạm ngõ ở một sân chơi lớn, Tuyết Ngân trở thành đại diện duy nhất của miền Nam và là nữ duy nhất lọt vào top 4 trước vòng bán kết. Ngoài ra, Tuyết Ngân là một nữ nhỏ nhất so với ba nam còn lại. Chia sẻ về việc xuất hiện trong cuộc thi Hoa hậu năm nay, Tuyết Ngân cho biết đường đến cầu vòng năm 2020, một cột mốc tuyệt vời trong tuổi trẻ. Trước đó, Ngân được đào tạo 3 năm tích lũy kinh nghiệm dẫn chương trình, cọ sát ở một số giải đấu quy mô nhỏ. Ở một cuộc thi uy tín, tầm cỡ quốc gia, Ngân cảm thấy đây là nơi để mình phát triển trong sự nghiệp và là thử thách lớn mà cô gái 24 tuổi phải vượt qua. Gương mặt giữ duy nhất trong top 4 ngoài niềm vui khi đại diện sứ thanh đoạt giải quán quân cô cho biết bản thân tưởng tủi thân và khóc một mình trong những ngày ra hà nội dự thi nhiều khi đi máy bay một mình trong khách sạn mệt hay ốm cô ấy khóc một mình đi mua thuốc nhưng bây giờ tôi không khóc nữa tôi có nhiều bạn bè ở hà nội và dù địa lý xa xôi nhưng anh chị em ở phía nam và tôi cũng biết rằng bạn bè luôn dõi theo hành trình của tôi tuyết ngân tân sự Nhận xét về top 4, Tuyết Nguyên chia sẻ, ngoài sự khác biệt về giới tính, vùng miền, điểm mạnh của cô gái 24 tuổi là sự trung thực và đam mê. Biểu cảm gương mặt chín x cùng đài từ hùng hồn, sự gần gũi, giọng hát mượt mà đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc được ban giám khảo nhận xét. Ngân rất thích MC Lưu Hải Trinh và MC Ốc Thanh Vân, hai chị là hai hình tượng khác nhau và mỗi người đều là đỉnh cao ở phong cách mà họ theo đuổi ngân mê nhất cái chất lãng mạn và sắc bén của một người phụ nữ hiện đại trong chữ trinh và cũng mê sự hoạt ngôn, duyên dáng của chị ốc. Khi tham gia đường tới cầu vòng năm 2020, mình lại thích hình ảnh chuyên nghiệp của biên tập viên Thái Trang, biên tập viên Mai Ngọc. Học hỏi từ các đàn chị và dựa trên những thế mạnh của bản thân, mình tin trong tương lai hình ảnh MC Tuyết Ngân sẽ có chất riêng, cô dí dỏ viết. Chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 10 với điểm cầu chính đặt tại Đài truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Thái Bình, Hải Phòng, Sơn La, Hà Nội. Hai MC đảm nhận dẫn chính tại cuộc thi ở điểm cầu chính là hai gương mặt quen thuộc của Olympia năm thứ 22, MC Khánh Vi và Ngọc Huy trong bốn điểm cầu còn lại thái bình hải phòng sơn la và hà nội mc đức bảo đã chia sẻ anh sẽ dẫn điểm cầu hải phòng tại nhà hát lớn thành phố theo tiết lộ từ tuyết ngân nữ mc sẽ lần đầu tham gia dẫn điểm cầu trực tiếp tại chung kết đường lên đỉnh olympia có sẽ dẫn tại điểm cầu sơn la nơi tiếp lửa cho thí sinh bùi anh đức trường trung học phổ thông chuyên sơn la nhất quý ba tuyết ngân xem cơ hội này là dấu mốc mới trong công việc dẫn chương trình tôi cũng là khán giả trung thành của đường lên đỉnh olympia ấn tượng với những mc quen thuộc của chương trình tuyết ngân chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày phát sóng trực tiếp mc tuyết ngân nói với tiền phong tuyết ngân khẳng định sự trẻ trung nhiệt huyết của các bạn học sinh ở đầu cầu sơn la chắc chắn tiếp thêm năng lượng cho cô sau cuộc thi, Tuyết Ngân có một năm bắc tiến đáng nhớ khi được trao cơ hội dẫn dắt nhiều chương trình nổi bật như Cà phê sáng, Trạng nguyên nhí, Sống khỏe mỗi ngày. Cô từng góp mặt ở Chủ nhật đỏ năm 2022, ngày hội. Chính hiến máu tình nguyện do báo tiền phong tổ chức vào năm 2022 tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Vai trò MC của đường lên đỉnh Olympia vừa là áp lực vừa là cơ hội để MC 26 tuổi khẳng định mình. Tuyết Ngân cho biết bài toán khó nhất với người dẫn chương trình là phải vượt lên chính mình, luôn làm mới mình trong mắt khán giả. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang lại cho các bạn nhiều thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.